Và bây giờ là trận đấu trường thứ 5 của kỳ 130 giữa hai tay vợt là tay vợt trẻ Nguyễn Quốc Huy của đội tuyển thành phố và tay vợt Nguyễn Thành Trung của Gia Lai, Công Tung. Xét 1 bắt đầu, không đều. Xét 1 là tỷ số 11-8 nghiêng về cho tay vợt Nguyễn Thành Trung. Nhưng mà vừa Trung đã tạm dứt trước 1-0 ở tỷ số tổng cục. Chúng ta chờ đón trận đấu thứ 2. Rõ ràng là Huy hiện đang khá là bị động với lại giao bóng của Trung. Bây giờ xét đấu thứ 2 giữa Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Quốc Huy. Tỷ số đang là 0-3.
Thôi chị đứng có một cái tôi bấm nút. Quay anh ơi. Hả? Ba, hai,
Vân nhá. Đúng mày. Hay Gia Vân đúng rồi. Vì mãi mày. 3 đều. Chung 5 đều. 6 5 6 7. Trung đang nắm ưu thế giao bóng 8 10. Và 11 8. Như vậy sau 3 set đấu thì tỷ số bây giờ tạm thời là 2-1, vẫn nghiêng về cho tay vợt Nguyễn Thành Trung. Bây giờ là set đấu thứ tư của trận đấu đội tuyển thứ 5 giữa Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Quốc Huy. Một không, Trung giao bóng. Không hai. Cho bóng hỏng 0-3. Đội giao bóng cho Trung 3-1. Công rất hay.
cô. Tỷ số bây giờ đang là 3-1 nghiêng về cho Nguyễn Thành Trung. Bây giờ là xét đấu thứ 5 của trận đấu giữa Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Quốc Huy. Trung đang dẫn trước 3-1 số tổng cục. Wow, một pha bóng rất đẳng cấp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2, 1. Hai đều. Ba, hai. Ba đều. Bốn ba. Ba năm. Ba sáu. Và như vậy kết quả
trận đấu là 4-1 nghiêng về cho tay vợt Nguyễn Thành Trung. Bây giờ là trận đấu thứ 6, đấu trường kỳ một của kỳ đấu trường 130 giữa hai tay vợt là Trương Hữu Trọng và Vũ Phan Quân. Trận này thì Trọng nhường Quân 0-2-0, tức là set 4 set 0 và 3 set 2. Trọng giao bóng. Go!
Bon. Như vậy là chúng ta kết thúc set 1 với tỷ số 14-12 nghiêng về cho tay vợt Trương Quốc Trọng. Một trận đấu đã rất là nóng ngay từ những phút đầu tiên rồi. Chúng ta chờ đợi set đấu thứ hai. Bây giờ là set đấu thứ hai của trận đấu giữa Trương Quốc Trọng và Vũ Xuân Quân. Set 1 thì Trọng đã thắng dẫn trước 1.